Phản ứng ở Edinburgh sau cuộc trưng cầu độc lập tin từ Edinburgh, Anh Quốc. Nhiều người dân ở Edinburgh đã kêu gọi Westminster giữ lời hứa ban cho chính quyền Scotland nhiều quyền lực hơn sau khi thức giấc trong sáng ngày thứ Sáu, thấy rằng Anh Quốc vẫn còn toàn vẹn. Viễn ảnh của nước Anh bị phân chia đã làm cho các nước đồng minh, các nhà đầu tư lo ngại. Ông Heather Kalas nói rằng ông ta hy vọng là Westminster lắng nghe rõ ràng tiếng nói của người dân Scotland để cho người Scotland có tiếng nói nhiều hơn trong chính phủ và những quyết định của chính phủ. Ông Gavin Finlay nói họ đã đưa ra nhiều hứa hẹn trong hai tuần qua. Ông ta đã bỏ phiếu yes vì không chắc chắn họ sẽ giữ lời hứa, cần chờ đợi để biết những gì sẽ xảy ra. Bà Lauren Fish nói bà ta cảm thấy đã mất một cơ hội lớn, có rất nhiều hy vọng cho tương lai nếu Scotland được độc lập.